Xin chào tất cả mọi người, mình là Đặng Đức Tuyến, thành viên của hội sử dụng phần mềm CAD CAM CIA CNC của CRAOE. Hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các lệnh trong module Surface trong SolidWorks. Thì Surface ứng dụng của nó là để vẽ các bề mặt, giúp chúng ta tạo nên các hình dạng, những cái chi tiết có hình dáng phức tạp mà sẽ rất khó để vẽ bằng những lệnh thông thường. Thì như các bạn thấy đây, có những cái chi tiết ví dụ như con chuột này, đầu Iron Man này, cái mũ bảo hiểm này, thì nó là những chi tiết khá là khó. Và Survey thì được áp dụng nhiều trong các ngành về khuôn rồi là làm phần thiết kế vỏ ô tô. Thì trong SolidWorks thì chúng ta sẽ chỉ học qua về những cái đó thôi. Thì ở đây để vào thẻ Surface thì giống như các thẻ khác, các bạn chuột phải rồi tích thẻ Surface lên để nó hiện ra. Đây mình đã có sẵn rồi. Thì để vẽ Surface thì chúng ta cần một sketch. Như bình thường thì các bạn vẽ một khối gì đấy đi. Giả sử như đây thì mình sẽ cần có đủ kích thước 3 chiều. Đại loại như là chiều rộng, đây là chiều rộng này. 50 này. Cái này 100 này. Và sau đó chúng ta extrude lên. Thì đây là chiều cao của nó, mình gọi nôm na như vậy đi. Nhưng khi trong Surface thì không cần thiết phức tạp đến như vậy. Surface thì chúng ta chỉ cần một thẳng, một biên dạng không kín, nó cũng có thể tạo ra một cũng có thể chụp lên được. Giả sử như đây mình sẽ lấy ví dụ, đây thì mình chỉ vẽ một cái đường cong thôi đi, một đường arc. Sau đó thì nếu như chúng ta sử dụng extrude thông thường thì nó sẽ tự động chọn zero, tự động chọn thin feature để tạo độ dày cho cái sketch đó. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng extrude hoặc ribbon hoặc số ghép trong môi trường Surface thì chúng ta chỉ cần kích là nó sẽ tự tạo ra chúng ta. Và các tùy chọn thì nó tương tự như vậy. Đấy. Mình tích ok đi thì cái bề mặt của tấm này nó sẽ có độ dày bằng 0. Các bạn thấy mình chọn một mặt này, mặt bên kia nó cũng xanh luôn, có nghĩa là độ dày là bằng 0. Đó, thì nó sẽ giảm bớt đi những cái vấn đề ràng buộc, thì tức là chúng ta sẽ được thiết kế nó linh hoạt hơn và tự do hơn. Thì ở trong Surface cũng có các lệnh như extrude, ribbon, sweep, not, body, nó giống hoàn toàn với các lệnh bên module feature và các tùy chọn cũng vậy, nên mình sẽ không nói lại nhiều. Nó sẽ có khác biệt một chút, nhưng mà cái đó thì bọn mình sẽ nói trên lớp nó sẽ cụ thể hơn. Còn khuôn khổ còn video thì nó sẽ rất phức tạp để chúng ta nói về cái vấn đề đó. Ok, tiếp theo đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em về lệnh panel surface. Thì ở đây là lệnh để vá các mặt phẳng lại với nhau. Thì vào thẻ surface này, các bạn chọn panel surface này. Thì trong đây của mình đang đây thể hiện ba cái nhìn từ trên xuống đi, thì nó đang có ba cái biên dạng hở như vậy. Thì mình muốn vá nó lại thì vào panel surface này, ông chọn các cạnh, mình chọn cạnh này này. Đó, như bạn thấy cái bản preview của nó thì bạn thấy nó đang ấy như này. Chọn thêm cạnh nữa thì nó không để vá được ba cạnh này, đúng không? Thì mình phải chọn được cạnh nữa để nó vá bốn cạnh. Cái này được không? Được này. Để mình chọn hết các mặt của các cái cạnh của nó để nó vá lại. Thì như bạn thấy đây, cái mặt này được vá rồi, bên trong nó vẫn rỗng nhá. Tất nhiên là bên trong nó vẫn rỗng. Và đây nó sẽ lại vá một phẳng thôi, nó tương đối ngắn không có gì cả. Thì tiếp đó là lại offset surface. À, offset này thì nó cũng không có gì để nói. Thì giống như các cái offset sketch 2D các bạn đã học, thì bây giờ mình chỉ lấy cái đối xứng cái mặt phẳng này ra đây, lấy cách cái mặt phẳng này ra thôi. Ví dụ như mình muốn lấy cái mặt phẳng này ra ngoài đi, mình chọn mặt phẳng đó và nhập khoảng cách 20, 30, 40. Không thích thì các bạn đổi chiều được. Đó, đổi vào trong rồi này, đổi ra ngoài được. Ok. Thế đó, khi các bạn thiết kế đây trong môi trường Surface thì nó sẽ tạo ra các cái Surface Body này. Nó tương tự như Solid Body, nhưng đây là trong cái bằng Surface mà, nó không có vấn đề gì cả. Tiếp theo thì mình xin dẫn anh em về lệnh Surface Flatten. Thì đúng trong nghĩa dịch của nó là cái lệnh để trải phẳng bề mặt. Thì để trải phẳng bề mặt thì chúng ta cần một cái bề mặt cong, uốn biên dạng uốn lượn. Còn nếu như gấp khúc thì sẽ không thể làm được. Thì đây thì vào lệnh Surface Flatten này, ở cái selection chúng ta chọn cái bề mặt cần phải trải ra.
Đây mình chọn mặt này này. Tiếp theo rồi sẽ chọn hướng. À, đây có hai hướng nhá, một này và hai này. Còn cái bên này thì nó song song, không có gì. Mình chọn này. Chúng ta xem sự khác biệt của nó này. Cái vuông góc phải đoạn trên này và tiếp tuyến với đoạn cái đường thẳng này. À, sau đó mình xóa đi, mình chọn cái này đi. Đó, trông hơi khác biệt thôi. Nhưng thực ra nó cũng có trong những bài tập cụ thể thì các bạn sẽ thấy ý nghĩa của nó khác nhau nhiều. Đây thì mình lấy ví dụ thì mình sẽ làm sơ sơ thôi, không có gì đặc biệt cả. Thì tiếp theo là additional entity này là để trải phẳng các cái họa tiết trên đây. Ví dụ như đây mình đang có hai đường thẳng này không? Đây mình thoát cho các bạn nhìn dễ nhìn nhá. Đó, các bạn thấy mình dùng curve, mình dùng lệnh curve để tạo, để vẽ cái, để in cái sketch lên trên bề mặt này. Đây ta có hai đường này và bề mặt này. Thì khi chúng ta trải ra thì nếu cứ để trải ra thì nó cũng chỉ có vậy thôi, không có gì cả. Thì để mình muốn in những cái họa tiết, mình muốn trải phẳng cả cái họa tiết này thì mình chọn vào cái additional này. Xong số ra chọn curve. Đó, thì các bạn thấy là nó được trải ra cùng. Đây. Đó. Thì cái Rhinite Cut này thì nó tương đối phức tạp, thì bọn mình sẽ giải thích nó trên lớp cho cụ thể. Chứ nói trong qua video nó rất là ngang, rất là dài dòng. Thì cái Accuracy này thì nó liên quan đến việc độ chính xác của bề mặt khi trải phẳng này. Vì các bạn biết là khi người ta chế tạo ra bề mặt cong này thì ứng suất nó khác, và khi mà trải phẳng ra thì ứng suất nó lại khác. Thì tăng này lên thì nó sẽ đảm bảo độ chính xác khi các bạn uốn. Nó giống như là kiểu việc mình đang mô phỏng thôi vậy. Nên nếu cho lên cao thì nó đòi hỏi máy phải khỏe. Nên ở đây thì mình sẽ để tạm tạm thấp thấp này thôi, tránh việc hỏng, tránh việc nó bị crash máy nhá. Thì ok đi. Thì đó là về lệnh flatten. Tiếp theo thì mình sẽ dẫn anh em về lệnh Runoff Surface. Thì mình hiểu Roma thì đây là lệnh để mà rộng cái bề mặt của mình ra thôi. Đây thì có 1, 2, 3, 4, 5 kiểu mà rộng. Đây là kiểu tangent này. Thì cái này giải thích kiểu định nghĩa thì nó hơi rườm rà, thì mình sẽ lấy ví dụ làm luôn cho anh em xem này. Thì đây là nó trải phẳng theo cái hướng tiếp tuyến với cả cái bề mặt này. Mình nhập khoảng cách này, ví dụ như đây là 30, 20, 10. Thì các bạn xem bản preview thì sẽ dễ hiểu hơn. Chứ còn giả thích theo kiểu định nghĩa thì nó là nhằng lắm. 60 ạ, đó. À, đây, thì đây các bạn thấy nó có một cái... À, một, nó bị phân chia bề mặt này. À, tiếp theo thì chúng ta có kiểu thứ hai là normal to surface này. Thì nó vuông góc với cái bề mặt đó dựa trên cái đường mà chúng ta chọn. Về khoảng cách chiều dài thì tương tự, không có gì đặc biệt cả. Đây thì chúng ta phải chọn thêm các đường thẳng khác chứ không nhất thiết không phải chọn một đường nhá. Đó, thì các bạn thấy như vậy. Cái để giúp cho chúng ta mở rộng thêm bề mặt. Thì đó là normal và tangent. Tương tự thì có taper vector. Thì anh em biết rồi, nó liên quan đến vector thôi. Đây thì mình chọn cái cạnh để mở rộng này, chọn cái cạnh này này. Và mình cần một vector, chọn đây. Đó, thì taper thì nó hiểu theo là uốn. Đó, các bạn nhìn đang thấy cái góc này, nó nghiêng 3 độ này. Đây là 3 do mình nhập thôi. 10 này, 90 này. Nó chỉ cho nhập từ 80, à từ 0 đến 89 thôi. Mấy cái này hơn qua nó sẽ không kiểu. Đây. Thì 89 hay 90 nó kiểu nhau thì có sử dụng luôn cái normal to surface này này. Hoặc là cái dưới thì mình sẽ giới thiệu xong. Thì đây nó chỉ có thêm cái khoảng cái góc thôi, góc bẻ này. Góc uốn của nó. À 20 đi. Nó khoảng cái độ dài thì tương tự như cái tùy chọn kia. Mà rộng cái này ra. À, tiếp theo là đến perpendicular vector. Thì anh dịch theo dịch ra tiếng Việt là vuông góc với cái vector mình chọn. Đây thì mình cụ thể mình chọn cái vector này. Cụ thể thì mình chọn cái vector này và cái cạnh mở rộng cạnh này thì sẽ vuông góc với cả cái vector, cái hướng mở rộng sẽ vuông góc với vector đi theo lên.
Đây thì nó vuông góc rồi thì nó sẽ không có tùy chọn nhập góc ở đây nữa, mà nó chỉ có tùy chọn nhập độ dài thôi. Đó. Ok, thì số ghép thì nó cũng tương tự vậy. Số ghép thì chúng ta hiểu là đại số ghép thì cần một cái biên dạng và một cái đường dẫn. Thì cụ thể ở đây thì nó cũng như kiểu việc mấy cái bên trên thôi, chọn khoảng cách này, chọn độ dài của cái mở rộng này, chọn hướng hướng này và chọn cái đường để mở rộng. Còn coordinate input này thì thay vì chọn chọn cái đường này thì chúng ta nhập cái khoảng cách và nhập cái tọa độ vector vào, cái giá trị ở tọa độ của vector vào thì nó sẽ mở rộng ra thôi. Đây mình lấy ví dụ là một một chẳng hạn, thì một 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 nó có hướng chéo. Mình để isometric, isometric thì lại khó nhìn. Các bạn lấy giấy bút ra vẽ thì nó sẽ hiểu là cái gốc góc độ 111 này. Đó thì đó là về lệnh lunar surface, nó chỉ là mở rộng mặt phẳng thôi. Thì các cái lệnh mà mình vừa hướng dẫn thì nó tương đối ngắn nên mình gộp nó về một cái video chính để cho các bạn đỡ phải chuyển đi chuyển lại nhiều. Còn những cái lệnh dài như final và lệnh còn lại final thì mình sẽ làm video riêng để cho anh em có thể dễ dàng nắm bắt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Mình xin kết thúc video đây.